Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn về sản phẩm vòng đeo tay thông minh E5+ sau 2 tuần sử dụng. Đây là chiếc hộp sản phẩm của chúng ta. Ở đây thì mình có chiếc vòng đeo tay E5+ với chiếc hộp màu xanh. Thì tùy vào mỗi phiên bản của từng năm hoặc là hàng nội địa hay hàng quốc tế mà nó có những cái hộp khác nhau, có thể là màu sắc sặc sỡ hơn, đẹp hơn như thế này. Ở đây thì cái hộp này thì mình mua trên Lazada với mức giá chưa tới 300.000. Thì sau 2 tuần sử dụng thì hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem. Và đầu tiên đó là phần chiếc hộp của chúng ta. Ở phần phía trước, đây là cái phần kính để chúng ta có thể nhìn rõ phần nhựa thôi. Nhưng mà nhựa trong để chúng ta có thể nhìn rõ sản phẩm chúng ta bên trong, cũng như là tên của sản phẩm E5+. Đây có ghi kèm, chúng ta có thể download hai phần các phần mềm để có thể kết nối với điện thoại cùng với chiếc vòng đeo tay này trên Google Play hoặc là App Store. Về mặt sau thì chúng ta sẽ có một số chức năng cơ bản của chiếc vòng, như là quản lý hệ thống thể dục thể thao, thông báo tin nhắn, hiển thị cuộc gọi, có chế độ nhắc nhở, giám sát giấc ngủ, màn hình cảm ứng lực, màn hình cảm ứng và hay nhắc nhở hoạt động. Ở dưới là một số dòng chữ về cái phần mềm chúng ta, cái tên phần mềm chúng ta phải download để có thể sử dụng chung với cái vòng đeo tay này. Đó là toàn bộ chiếc hộp của chúng ta. Đó, hết rồi. Bây giờ mình sẽ mở hộp. Thật ra là mình mở rồi, mình sẽ mở lại cho mình xem thôi. Đây. Một cái hộp vào một bên này. Đây là toàn bộ những gì có trong cái hộp của chúng ta. Đây là chiếc vòng đeo tay E5+. Thế bên đây là xác nhận sử dụng. Mình sẽ đi sơ vào cái xác nhận sử dụng này. Thì với những sản phẩm khác thì các bạn có thể bỏ qua phần xác nhận sử dụng, nhưng mà đối với sản phẩm này thì mình khuyên các bạn nên đọc, bởi vì nó rất là khác lạ với những sản phẩm khác bạn đã từng dùng. Ở đây nó có hướng dẫn một số cái chức năng cũng như là cách thao tác với cái đồng hồ của chúng ta, thì các bạn có thể đọc sơ qua. Này, phần phía trước là bằng tiếng Anh, các bạn có thấy, và phần phía sau là toàn bộ là bằng tiếng Trung Quốc, ví dụ như tiếng Tàu đó. Nếu bạn có thể đọc thì bạn khuyến khích nên đọc. Đó, phần sách hướng dẫn của chúng ta. Và đây là nhân vật chính. Thì về chiếc vòng này thì mình có cảm nhận sơ qua như thế này. Đeo rất là thích. Vòng cao su đeo rất là êm. Mình đeo luôn khi ngủ, làm việc thì có như cảm giác là không đeo vậy. Nó rất là thoải mái, dây rất là mềm, êm. Còn về mặt đồng hồ thì cái mặt màn hình cảm ứng chỉ là bằng nhựa mà thôi, cho nên mình đã dán một cái lớp keo trên này để có thể tránh hiện tượng trầy xước trong quá trình sử dụng. Thì cái mặt đồng hồ này mình có thể tháo ra. Đây. Đây. Nó nhìn trông giống như một cái USB vậy đó. Trên, mặt dưới, và đây là cái đầu để chúng ta có thể sạc. Chúng ta có thể cắm vào bất cứ cái sản phẩm nào có cái độ lỗi sạc USB, như ví dụ như là laptop hoặc là các cục sạc điện thoại, pin dự phòng đều được. Thời gian sạc rất là nhanh, khoảng 30 phút là chúng ta có đã một cái đồng hồ với 100% pin và có thể sử dụng được hơn. Để xem phần cuối cùng mình sạc cái này cũng được hơn 6 ngày rồi, nhưng mà pin cũng còn rất là đầy. Đây mình sẽ nhấn lại. Thì cái vòng đeo tay này mình đã kết nối với điện thoại của mình thông qua một phần mềm của nhà sản xuất. Đây mình sẽ cho các bạn xem sơ qua về thiết kế bên ngoài của cái vòng đeo tay này. Hôm nay mình mua cái vòng màu xanh, màu đen. Còn có một số màu khác như là màu xanh hoặc là màu hồng, rất là đẹp. Ở đây thì có một cái chi tiết bằng kim loại để làm điểm nhấn cho cái vòng của chúng ta. Ở dưới thì chẳng có gì cả, chỉ có một số cái ngàm để giữ cái mặt đồng hồ với cái chỉ dây đeo mà thôi. Ở đây có hai cái ngàm để chúng ta có thể gắn dây. Đó. Đây là màn hình cảm ứng. Và đi sơ qua một số chức năng của cái đồng hồ. Khi chúng ta muốn xem giờ thì chúng ta có thể chạm vào màn hình, hoặc là nó có một cái cảm biến để chúng ta khi nghiêng tay qua thì cái màn hình sẽ tự hiển thị. Và cũng nói qua cái độ sáng của cái màn hình này cũng khá là sáng, nhưng mà điểm yếu duy nhất của nó là khi ra nắng chúng ta nó khá là mờ, tại vì sử dụng công nghệ màn hình OLED. Đây là một số chức năng. Khi mà bạn đồng hồ đã hiển thị như thế này, bạn chạm vào thì
nó sẽ hiển thị số bước chân mình đã đi cũng như là cái lượng calorie bạn đã tiêu thụ. Còn nếu mà nè bạn vuốt từ trên xuống dưới thế này thì nó sẽ hiển thị ra từ chức năng, ở đây là chức năng hiển thị về giám sát về thể thao. Bạn ấn giữ vào rồi. Đây bạn ấn giữ vào thì đây là các môn thể thao mình đã thiết lập như chạy bộ, gập bụng nè, hít đất và đẩy tạ. Đó, để kích hoạt cái chức năng giám sát thể dục thể thao của nó thì ở mỗi môn thể thao tương ứng bạn hoạt động đó, thì bạn sẽ nhấn giữ vào đây rất nhấn giữ thì cái chức năng sẽ chớp đó là cái phần giám sát về hoạt động thể thao. Tiếp theo đó là giám sát giấc ngủ. Khi mà bạn ngủ thì chiếc vòng này sẽ giám sát những cái hoạt động của bạn trong giấc ngủ như là cái thời gian ngủ của bạn, thì nó sẽ thông báo qua cái điện thoại và chúng ta có thể giám sát được toàn bộ cái ngủ của chúng ta. Thì để cũng tương tự như cái chức năng giám sát thể thao, thì để kích hoạt chúng ta ấn giữ và màn hình cho đến khi nó rung lên một cái là được. Đó, đây là khi là chúng ta đã kích hoạt thành công. Chức năng tiếp theo đó là tìm điện thoại. Thì chức năng này rất là hên xui. Nếu mà cái điện thoại chúng ta bật cái phần mềm hỗ trợ thì nó mới thông báo và phát ra âm thanh để chúng ta tìm, còn không thì thôi. Chức năng tiếp theo nữa đó là cái cách hiển thị của nó. Ở đây chúng ta có hai chế độ hiển thị, như ở đây là màn hình dọc. Giờ mình sẽ mở chế độ màn hình ngang cho bạn xem. Đây, nhấn vào giữ, rung một cái. Và đây chế độ, đây chính là chế độ màn hình ngang. Để mình tắt cái chế độ giám sát giấc ngủ đi. Đây là chế độ màn hình ngang. Bây giờ mình sẽ mở lại chế độ màn hình dọc. Đây là màn hình dọc. Đó là chức năng thứ 3, 4 gì đó mình không nhớ. Kệ nó đi. Và đây còn tiếp theo đó là cái nút tắt, để chúng ta có thể tắt toàn bộ cái dòng đeo tay của chúng ta. Đó là sơ sơ về chức năng của chiếc vòng đeo tay này. Còn khi kết nối với phần mềm chúng ta còn có thêm một số chức năng khác nữa. Và đây mình sẽ giới thiệu với các bạn về cái phần mềm của cái dòng đeo tay này. Đây mình có một chiếc điện thoại của Samsung. Chạy Android. Thì phần mềm chúng ta sử dụng là General Hill. Thì nhà sản xuất cung cấp cho chúng ta tới hai phần mềm, nhưng mà ở đây mình sử dụng General Hill vì cái độ ổn định cũng như là cái tính năng của nó rất là nhiều, đầy đủ hơn so với phần mềm General. Thì để tải phần mềm thì chúng ta lên Play Store hoặc là App Store. Chúng ta nhập vào tên, đây General, tìm kiếm. Thì đây là một phần mềm chính của nó. Đây là một phần hai phần mềm này cũng cùng nhà sản xuất, chúng ta đều có thể sử dụng để có thể kết nối với vòng đeo tay thông minh. Thì cái phần mềm General này mình đã sử dụng, mình thấy nó không có bằng bên cái phần mềm General Hill, nên mình quyết định chọn sử dụng phần mềm General Hill. Ở đây mình đã tải về rồi. Thì để kết nối đồng hồ với điện thoại chúng ta thì trước hết chúng ta phải sử dụng, chúng ta phải bật Bluetooth lên trước đã. Đây thì chúng ta kết nối với cái vòng, sau đó vào phần mềm. Nếu các bạn chưa kết nối thì bấm vào cái thanh này trên đây, nó sẽ kết nối. Còn ở đây mình đã kết nối rồi. Thì đây là cái giao diện của phần mềm General Hill. Ở đây thì cái phần 695 nó trên đây á là cái phần chấm điểm về toàn bộ quá trình của bạn nó hoạt động cũng như là giấc ngủ của bạn. Hôm qua mình ngủ khá là nhiều nên được 95 điểm. Còn ở phía dưới đây là số lượng calo cũng như là bước chân, giám sát giấc ngủ. Còn ở đây là bạn có thể xem lịch cũng như là thiết lập thêm một số báo thức. Ở đây là chúng ta sẽ có báo thức, đặt báo thức để khi tới giờ thì chiếc vòng đeo tay sẽ rung và kêu chúng ta dậy. Nó rung khá là mạnh. Đó là phần báo thức.
trong phần mềm mà có chức năng giám sát nhịp tim, nhưng mà sản phẩm này chúng ta không có. Nó có, tại vì chiếc vòng này cũng có một sản phẩm khác mới hơn, cái đời sau của sản phẩm này nó có chức năng đo nhịp tim, thì ở đây mình không nói tới. Còn chức năng tiếp theo là, đó là chức năng đó các bạn, chức năng tiếp theo nữa đó là cái chức năng mà để có thể chụp hình. Ở đây mình bấm vào cái hình của cái biểu tượng record ở đây. Đây, chúng ta sẽ chọn Easy Camera. Thì lúc đó chiếc vòng đeo tay chúng ta sẽ hiển thị cái biểu tượng của cái camera. Đây, thì để chụp chúng ta phải bấm thôi. Nó cũng khá là thanh xuân. Nhưng mà mình đã phát hiện ra là cái lần đầu tiên bạn bấm á, thì bạn bấm hai cái thì nó mới chụp. Đó. Đó. Rồi sau lần đầu tiên bạn bấm hai cái thì lần sau nó sẽ bấm. Đây. Và chỉ cần bấm một lần thì nó sẽ ăn. Đó là phần chụp hình từ xa. Tiếp theo đó là cái phần thông báo, hiển thị thông báo. Thì chiếc vòng này có thể hiển thị rất là nhiều thông báo của rất là nhiều phần mềm. Chúng ta có thể vào phần cài đặt ở trong đây. Ở đây thì phần cái vòng tay của mình đang chạy hệ điều hành mới nhất. Đây, đây là phần hiển thị thông báo, các bạn có thể tùy chỉnh các cái cơ bản của nhà thiết lập ở đây, nhà sản xuất người ta thiết lập ở đây, cũng như có thể thêm một số cái phần mềm khác. Đây, có rất là nhiều phần mềm để bạn lựa chọn. Ở đây là mình đã chọn sẵn rồi, bạn chọn thêm thì bấm vào đây. Đó là với Android, còn với iOS thì các bạn chẳng cần chọn chỉnh gì cả. Đấy, có miễn là các bạn cái hiện điện thoại của bạn có thông báo thì nó sẽ hiển thị hết trên cái vòng này. Đối với Android thì chúng ta phải chọn thêm. Một điều đáng tiếc đó là chúng ta chỉ có thể sử dụng cập nhật phần mềm trên cái vòng đeo tay này trên điện thoại Android, mà không thể sử dụng để cập nhật phần mềm trên điện thoại iOS. Thì bữa sau mình sẽ có một bài hướng dẫn các bạn sử dụng cái vòng đeo tay này với cái điện thoại iOS. Thì đây là cái phần mềm của chúng ta. Này có mấy dấu cộng gì đó. Thì các bạn có thể thêm cái môn thể thao, cái ngủ gì đó. Toàn bộ cái phần mềm. Thì sau 2 tuần sử dụng thì mình có một số đánh giá về ưu điểm cũng như là nhược điểm của cái vòng này như sau. Thì về ưu điểm thì nó hiển thị rất là tốt, hỗ trợ tiếng Việt rất là tuyệt vời, cái cảm ứng thì rất là nhạy, cũng như là cái cảm biến chuyển động thì có thể chấp nhận được, tuy là không phải lúc nào cũng ăn nhưng mà có thể chấp nhận được. Hiển thị rất là chính xác, đồng bộ cùng với điện thoại. Còn về cái chức năng giám sát sức khỏe, hoạt động thể thao á, thì nó rất là hên xui, tại vì nó phụ thuộc cảm biến, có thể là không chính xác lắm, nhưng mà có thể là nó cũng khá tốt, cũng không phải là sai nhiều nhưng cũng khá là tốt. Còn về điểm yếu á, thì về ưu điểm của nó còn có một cái nữa, đó là cái vòng này có thể chống nước. Mình đã đi mưa, đi tắm, nói chung là đủ mọi thể loại dưới nước cùng với cái này thì chống nước rất là tốt. Còn về điểm yếu á, thì sau 1 tuần sử dụng thì bạn phải kết nối lại cái vòng này với điện thoại 1 lần, nếu không thì sẽ không nhận được thông báo. Cũng như là cái màn hình này á, chỉ là màn hình bằng nhựa nên cho nên rất là dễ chày. Các bạn có thể thấy ở đây mình đã dán một lớp keo mỏng để tránh cái hiện tượng trầy xước ở đây. Để coi còn khuyết điểm gì nữa không ta. À, hết rồi. Thì đó là toàn bộ những gì mình thấy sau khi sử dụng 2 tuần với cái sản phẩm này. Thì mình mua trên đây cái sản phẩm này trên Lazada với giá chưa tới 300.000. Và cái đối thủ chính của nó mình nghĩ là hiện giờ đó là sản phẩm MBN2, cũng với mức nút giá cũng không chênh lệch nhiều nếu trong thời gian khuyến mãi này. Thì một vài hôm nữa thì mình sẽ có bài đánh giá so sánh sản phẩm MBN 2 với vòng đeo tay E5 Plus này, để các bạn có thể cân nhắc và mua sản phẩm ưng ý với mình. Xin cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.